Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục Tử Vi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp được thần tài ban lộc, vận may tới tấp, trúng đậm, tiền tỷ cầm tay trong 7 ngày tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là các bạn có thuộc top 3 con giáp dưới đây không nhé. Nếu có thì hãy chuẩn bị tinh thần ăn mừng đi là vừa rồi. Thứ nhất đấy là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình, là người có nhiều mối quan hệ. Ngọ nhanh chóng tìm được các cái mối quan hệ làm ăn lớn. Chỉ cần giữ các cái mối quan hệ này thì thu nhập của bạn cũng lọt vào con số khủng rồi. Tiền tiết kiệm cũng tăng lãi liên tục, các khoản vay mượn thu được về hết nên kinh tế cũng khá khẩm. Bạn có thể đầu tư thêm nữa, mở rộng thị trường buôn bán của mình để giàu, càng giàu thêm. Tuần này thì khả năng cao bạn sẽ được tỏ tình vì người ấy thực lòng muốn làm người yêu của bạn, rất trân trọng và yêu thương bạn. Thứ hai đấy là tuổi Thân. Thân mở đầu mới bằng tin vui tiền bạc. Bạn được cấp trên tăng lương vì những cái đóng góp bạn dành cho công ty, là người có năng lực sáng tạo, làm việc chăm chỉ, chắc chắn Thân còn thăng tiến hơn trong cái sự nghiệp của mình. Tình duyên như ý, tuổi Thân đang sống trong một cái mái ấm hạnh phúc, được yêu thương che chở hết mình, nên bạn hãy tận hưởng những cái giây phút ngọt ngào bên gia đình bất cứ lúc nào buông bỏ được công việc của mình. Thứ ba đấy là tuổi Tý. Tuổi Tý có những ngày sắp tới đây đầy may mắn khi liên tiếp nhận tin vui về công việc. Nhiều người nể cách làm việc sáng tạo của bạn, ăn nói dễ nghe, ngoại giao tốt, giúp bạn khẳng định được cái vị trí của mình trong lòng cấp trên. Hợp đồng mà bạn ký kết trong tuần tới cũng mang về cái lợi nhuận vô cùng lớn cho công ty, nên cấp trên quyết định trích hoa hồng khủng cho bạn. Tiền bạc kiếm được từ hợp đồng này còn nhiều hơn cả tháng thu nhập chính. Bạn có thể yên tâm vui vẻ mà tận hưởng tình yêu cũng hết sức vui vẻ, hạnh phúc vì người ấy luôn ở bên động viên ủng hộ bạn. Công việc tay trái là kinh doanh đã nhận được vài đơn hàng tốt, kết nối với khách hàng để giữ mối làm ăn lâu dài. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp được thần tài ban lộc, vận may tươi tất, trúng động, có tiền tỷ cầm trong tay trong 7 cái ngày tiếp theo này. Và chúng ta cũng biết được rằng chúng ta có thuộc trong ba con giáp này hay không rồi. Và xin chúc mừng những con giáp này sẽ luôn gặp được may mắn trong năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.